Wow, nó này mấy con nó đẻ nè. Wow, quá trời luôn. Cái gì anh? Mùi quế hả? Ừ. Cái này cũng lâu năm rồi đó. Mùi quế lâu năm nó mới lớn cái này nè. Con nhím. Trời ơi. Chín nắng vẻ vang quá. Còn nhiều lắm trong giọt. Rồi cái con hù. Bây giờ té con, dính vô. Nắm tay chị rồi, nắm tay chị đi. Đường rớt nóng mà xuống nha mày. Đi bên phải không? Đi xuống qua phải nè. Đi bên phải đi. Đi bên phải đó, đi bên phải, đi bên phải luôn. Đi bên phải chút mình quay ra. Mẹ. Rồi chú quay ra cho ăn nha. Chú quay ra cho nó ăn ngon. Chút nữa. Rồi con phải cho cái vô luôn à. Kệ hùng nhờ hùng đúng rồi đấy hùng. Kệ đúng ăn đi hùng ơi. Chưa về, chưa về. Ôi, bị giỏi quá. Rồi cho em bé qua, cho em bé qua. Mẹ cho con này ăn nè, ngồi xuống con, ngồi xuống. Rồi xong rồi. Để xuống, để xuống cho nó ăn. Để luôn để xe ra xíu nữa. Ở đây luôn rồi. Rồi đi rồi. Nó tự mình hùng giỡn mặt với nó. Ngồi tính con khác đi. Thôi được rồi đi. Rồi đi tính con khác, nhưng còn nhiều con, từ từ còn để dành con cho mấy con dưới rồi. Nè nhìn bên đây nè con. Kìa con cho hai con kia ăn kìa. Thôi Hùng để dành đi, Hùng để dành đi, chút nữa mình quay ra mình cho ở ngoài ăn. Chứ con quăng xuống là nó dính sình dơ lắm, nó không ăn được đâu. Kìa Hùng con nai kìa Hùng. Con hù quá. Ăn luôn, nó ăn luôn, nó ăn luôn. Trời ơi, mấy cặp nhung mà nó bự ghê chưa. Wow, cái con trong kia kìa. Sao mà cắt chìm cho nó đi, tội nghiệp quá hả? Nặng quá đau không? Đau, cắt là cắt xương mà. Để không á. Để nặng. Nặng đỡ hơn cắt đau. Có chân bi, có chân bi, có chân bi. Nhung hù, nhung hù. Nhung hù. Người ta cắt tí xíu hay là cắt cái nhú kia đây? Bi đi với mẹ bi ơi, lọt dưới đó. Đi. Đi qua kia coi voi nha. Rồi ra cổng coi voi.
Sao? Sao Italy? Bà già nói bà già em nói anh yêu em đi. Cái anh ra làm nè. Em có biết anh yêu em biết. Nay chị kia. Nay mình đi tìm chị kia anh chị. Chờ chụp lại được em ha. Chụp đi. Phóng xé cây kim á. Em nói nha. Zoom xé cây kim. Hôn con chị kia đi rồi. Đây con hung này nó bị chích cái cây kim mà nó chơi xì ke nè. Đó. Xì ke nè, ở ai cũng chơi xì ke. Tới cử. Đó gì? Quá trời cá luôn ta. Cá quá trời. Cá rô. Ngon quá là uống nước mà còn cá nó tưởng cho tụi ăn nữa. Bơi lên. Ui không? Cá ăn ngon không ăn nè. Ngon nó không ăn cá phải không ta? Ngon nó không ăn. Coi đi con, coi đây nè. Chút nữa chơi xe lửa sau. Không, có cái thềm kìa em bên kia kìa. Em kìa. Cái ghế bên kia kìa. Cái ghế kìa. Đứng lên. Bước lên đây, đưa coi thú hay là đi mua đồ chơi. Giờ bước xuống đây, thấy chưa? Đây này là voi con ở bản đơn. Voi con ở bản đơn. Đây này là voi con ở bản đơn. Voi con ở bản đơn. Voi cha ở Tây Nguyên này, voi con ở Gia Lai này. Đừng có hát nữa anh chị ạ. Đừng có hát nữa. Bàn chân là đặt cái thủng vô vừa luôn. Không. Chợt ơi, chợt. Chợt nó mua gì vậy? Nó mua xoài. Bắt xoài đá. Rồi đi ba chà ơi. Đi. Giờ mới thấy. Cá mập. Bé con chụp đi bong bóng con lao đầu xuống đó luôn giờ đó. Nè con hú nè bị. Đó thấy không? Cái gì đấy? Mèo. Con hú không coi con mèo. Con hú kìa. Nó không thấy con hú luôn rồi chú Anh. Trời ơi. Trời vậy nè. Gì vậy bị nó không thấy con hú con cổ luôn. Mà nó thấy con mèo đằng kia. Kìa nó thấy con mèo đằng kia. Kìa con hú kìa, mấy con thấy không? Rồi rớt luôn. Thấy không, Minh Hùng thấy con hú cao cổ không? Kìa coi bạn kia xanh mặt, dớ kìa nước rồi bị. Rồi nó quen mạnh nè. Wow. Nhấp mạnh ghê ghê. Cái này cái ốc này là mới ghê ha. Ủa trong đó thì nó lồng sẵn cái tiếng làm không. Mình không ở đâu. Trời ơi cái này mình không dám chơi đâu. Không chơi không? Không, sợ lắm. Hồi bữa trong Estella cái kia nó còn sợ nữa, nó chỉ cái này. Nó chạy nhịp đi.
nha. Rồi giơ cao qua đó tụi con ơi, sẵn sàng. Một, con ơi đi đâu vậy, chụp tấm hình nè. Một, hai, ba, cười. Bây giờ một, hai, ba, nhảy lên thiệt là cao nha. Một, hai, ba. Rồi chạy xuống dưới vô ghế ngồi để mình đón xem những tiết mục tiếp theo. Chút xíu nữa chú Hề Phong mời các bạn lên cho mình lên đó nha. Dạ mời ba mẹ hỗ trợ các bạn nhỏ trở về chỗ ngồi ổn định. Chút xíu nữa lên mình thi tiếp rồi đấu số 2. Con ơi đây nè, con ơi, con ơi đi về. Lên xin cho bé, lên xin cho bé bé một cái nữa nha. Xin cho bé bé một con, một lát thi nữa. Con nói chú Hề cho bé bé một cái nữa. Và bây giờ tiếp theo mời quý vị gặp gỡ tài năng.